Rồi hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái bản học chia sẻ một vị tướng, đó chính là vị tướng Pháp Sư Yata. Thì vị tướng Pháp Sư Yata mùa này thì mình sẽ lên như sau nha mọi người. Mình sẽ lên là công phép cộng 42, siêu giáp phép là 88, tốc chạy là 10% và tốc đánh là mình lên 16% nha. Thì bản học của vị tướng này mình sẽ lên như sau. Bây giờ mình sẽ tháo ngọc ra, mình gắn lại cho mọi người xem nha. Đầu tiên, 10 viên ngọc đỏ, mọi người hãy lên cho mình là công phép và xiên giáp phép. Đây, công phép là 4,2, xiên giáp phép là 2,4. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím, thì mọi người hãy lên cho mình là tốc đánh và tốc chạy. Mình lên tốc đánh và tốc chạy là 1%, mình lên 10 viên. Cuối cùng là 10 viên ngọc xanh, thì mình sẽ lên là tốc đánh và xiên giáp phép nha. 10 viên luôn. Rồi như vậy thì bản ngọc gia tá mùa này mình đã lên xong. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái phần trang bị và phù hiệu cho mọi người nha. Rồi đi vào trang bị của gia tá. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cái phần trang bị của gia tá nha. Thì cái trang bị của gia tá đầu tiên, mọi người hãy lên cho mình là một cái món công phép, đó chính là cái gương tận thế nha. Tiếp theo thì mình sẽ lên chiếc giày. Chiếc giày phù thủy nha. Thì ở chiếc giày phù thủy á, và cái gương tận thế nè. Thì mọi người có thể lên cái chiếc giày trước cái gương tận thế nha mọi người. Tùy vào cái tình hình mà mình sẽ lên chiếc giày trước để cho cái vị tướng này á, nó tăng cái tốc chạy và cái đánh xuyên giáp hơn thì sẽ ok. Tại vì cái gương tận thế này mình lên sớm á, tại vì nó tiền nó hơi cao, mình lên sớm thì nó không có bằng chiếc giày lên sớm là nó tốt hơn. Thì tùy vào tem mọi người chơi thôi. Người có thể lên chiếc giày trước nha. Và món thứ ba mình sẽ lên là cái xuyên tâm lệnh nha. Rồi món thứ tư, mọi người có thể lên cho mình là cái dương niệm Hagate, hoặc là mọi người có thể lên cho mình cái món này nè. Món công, công phép á. Đâu rồi? À, quả cầu băng xương nè mọi người. Thì mọi người có thể lên món này trước vẫn được nha. Tiếp theo mình sẽ lên cái món công phép, đó chính là dương niệm Hagate nè. Và cuối cùng á, là mình sẽ lên cái sách thánh nha. Thì đó là cái phần chia sẻ về trang bị. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu của gia ta. Phù hiệu nha. Rồi phù hiệu của gia ta đó, mình sẽ chọn cái tháp quang minh nha mọi người. Tại vì cái gia ta này á, lên cái phù hiệu tháp quang minh á, thì nó sẽ hợp cho cái vị tướng này ở cái mùa này rất là tốt. Nên là mình sẽ ưu tiên lên cái tháp quang minh nha. Nên đừng có chọn cái phù hiệu khác nha mọi người. Phù hiệu khác thì đánh sẽ không có đam bằng cái phù hiệu này nha. Cái phù hiệu này nó rất là thích hợp với cái bản ngọc luôn. Nên là mọi người cứ yên tâm mình lên nha. Thì để chọn được cái phù hiệu là tăng CT này, mọi người hãy chọn cho mình viên đá màu vàng. Tiếp theo là chọn cái tăng CT ở dưới. Và tiếp theo mình chọn cái xuyên ở trên nha. Và tiếp theo mình chọn cái tăng CT ở giữa. Đó. Còn ở đây thì mình chọn cái màu xanh nè. Đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ chọn cái kích hoạt luôn. Ở đây thì mình sẽ chọn cái màu xanh luôn. Và cuối cùng ở đây mình sẽ chọn cái tăng CT. Đó. Như vậy thì cái bản ngọc của gia ta mình đã chia sẻ cho mọi người nha. Thì qua video này mọi người có thắc mắc vấn đề gì đó thì mọi người cứ để lại bình luận bên dưới. Khi mọi người để lại bình luận đi, mình sẽ xem, mình thấy, mình sẽ trả lời tất cả các bình luận của mọi người nha. Rồi, cái video của mình đến đây là kết thúc. Mình xin kết thúc ở đây. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.